Học tiếng Anh cùng bạn. Welcome to lesson 11. Hello, xin chào các bạn. Đây là bài số 11. Video này sẽ là một video liên quan trực tiếp đến việc luyện nghe. Luyện các bạn nghe. Để luyện nghe tốt thì người nước ngoài họ làm và thiết kế ra cái giáo trình này bằng cách đó là chúng ta phải viết ra những cái gì chúng ta cần phải nghe. Đôi khi các bạn đi học ở trường hay là bất cứ một trung tâm hay một nơi nào, không biết đã ai nói bạn cái bí quyết này chưa? Bí quyết luyện nghe nhanh nhất đó là các bạn phải viết ra những gì bạn có thể nghe. Viết ra những gì bạn có thể nghe, tức là các bạn phải viết ra trước những gì bạn có thể nghe. Sau này chúng ta sẽ phải luyện nghe theo cách đó là viết ra những gì chúng ta nghe được ở trong băng đang nói. Còn bây giờ chúng ta phải viết trước những gì, đoán trước những gì ở trong băng sẽ nói. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là 6 bức tranh, 6 khuôn mặt của con người khác nhau. Thì họ đến từ các đất nước khác nhau trên thế giới. Thì nói chung là chúng ta nhìn vào cái bản đồ thế giới này, chúng ta không thể biết được là đất nước nào, bởi vì là chúng ta không có thuộc cái bản đồ thế giới. Vì chúng ta là người Việt Nam ở châu Á ở mãi bên này, đúng không ạ? Còn những người châu Âu, châu Phi thì chúng ta không thể nắm hết được. Đó. Thì nói chung thì chúng ta sẽ cố gắng là nhìn lại 8 cái địa danh ở bên trên này và chúng ta đoán bừa. Đó. Đây có Australia, Brazil, England, France, Italy, Japan, Spain and the United States. Chúng ta có thể nhớ là Australia là Úc, Brazil là Brazil, đúng không ạ? England là Anh, Pháp là France, Italy là Ý, Japan là Nhật, Spain là Tây Ban Nha và the United States là Mỹ hay là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây ta có cái one là đã điền from the United States rồi. His name Rick, đúng không ạ? His name's Rick. He's from the United States. Bây giờ chúng ta sẽ thấy có cái từ names và Solia, Solia đó. Thì cái cô Solia này hay là Solia này không biết là đến từ đâu. Và chúng ta sẽ điền một từ ở trước cái từ Solia này. Trong cái bài học trước thì chúng ta đã học về cái cụm từ where you from, đó là bạn đến từ đâu, và bốn cái chủ ngữ là he là anh ấy, she là cô ấy và his là của anh ấy và her là của anh ấy. Thì ta học về cái của anh ấy và của cô ấy là cái trọng hiếu. Thì nó gọi là sở hữu của người của anh ấy hay sở hữu là của cô ấy. Thì trong cái bài tập này để luyện nghe được thì nó điền ra từ his. Thì trong cái bài tập này ở cái bức ảnh số 1 về his name Rick thì chúng ta thì nhìn thấy người đàn ông là tên của anh ấy là Rick. Thì tương tự ta nhìn thấy name Sonia và đây là một cô gái, thì ta đã biết là tên là Sonia thì ta phải biết là tên của cô ấy, thì ta viết từ her vào đây, đúng không ạ? Tương tự như vậy các bức ảnh tiếp theo ta nhìn thấy cứ đàn ông thì ta điền cứ đàn ông hay là con trai thì chúng ta sẽ điền là his, còn phụ nữ thì ta sẽ điền là her. Sang bức tranh tiếp theo ta nhìn thấy là his name Rick, his name Sergio, Sergio. Và số 5 sẽ là her name Marie và số 6 là her name Kim, her name Kim. Thì chúng ta sẽ đoán xem là họ đến từ đâu. Bây giờ sẽ đoán người số 2 này, người số 2 này đến từ cái chỗ này, mình không biết là chỗ nào. Thì mình cứ đoán bừa là Brazil đi, đoán Brazil. Thế còn cái cậu bé này đến từ cái điểm chấm trắng này thì nó cứ đoán bừa đi, đoán bừa xem trên này có gì có thể phù hợp nhỉ. Đoán là Italy nha. Cậu bé này đến từ Italy, đoán bừa. Tôi số 4 này ta cũng sẽ đoán bừa đến từ cái chỗ này. Chỗ này nó có một cái eo biển. Eo biển thì mình sẽ đoán là gì? Úc à? Úc thì không đúng, Úc thì nó thuộc về châu Á cơ. Mình sẽ đoán là Pháp thôi. Có đoán là Pháp không? Hay là ta đoán là Pháp. Câu số 5 hay là câu số 5 ta đoán là Pháp. Hay là câu số 5 này ta sẽ đoán là England đi. Đấy. Còn câu số 6 này thì ta sẽ đoán là Australia. Australia là chính là châu Á, nó nằm ở cái vùng biển này. Đúng không? Thì ta đoán Australia. Thì câu 6 này chắc chắn là đúng rồi, bởi vì thuộc về châu Á ta quen. Còn châu Âu, châu Phi ta không nắm được lắm.
nó không nắm được lắm. Thì bây giờ chúng ta sẽ đoán đoán như vậy. Ta có nhớ là có Britain, có Chania, có Italia, có France, có Japan, đúng không ạ? Rồi có gì nữa? Có Spain và có Brazil, đúng không? Thì có mấy nước như vậy thôi. Ta cố gắng ghi nhớ thì chúng ta sẽ luyện nghe được. Thì trước những cái từ đó sẽ có một từ, đó là từ from, đúng không? From thì câu đầy đủ nó sẽ là his name Rick, he's from, hoặc là her name Sonia, she's from France, hay là Italy, hay là England gì đó. Đó. Thì chúng ta sẽ lắng nghe nhé. Lắng nghe để xem cái điều chúng ta dự đoán có đúng không. Thì chúng ta phải dự đoán được như vậy, ta phải biết là sắp tới nó sẽ nói những cái từ gì để chúng ta để đôi tai ta có thể bắt được. Đấy nó là sự luyện nghe tuyệt vời. Tape script 2.4. 1. His name's Rick. He's from the United States. 2. Her name's Sonia. She's from Brazil. 3. His name's Jack. He's from England. 4. His name's Sergio. He's from Italy. 5. Her name's Marie. She's from France. 6. Her name's Kim. She's from Australia. 1. His name's Rick. He's from the United States. 2. Her name's Sonia. She's from Brazil. 3. His name's Jack. He's from England. 4. His name's Sergio. He's from Italy. 5. Her name's Marie. She's from France. 6. Her name's Kim. She's from Australia. Ok, bây giờ ta sẽ phần sang 2.5. Phần 2.5 là phần lắng nghe và lặp lại thôi. Là what's his name? What's his name? What's her name? Hay là where's from, hay là where's she from. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây nó có những cái thì chúng ta thấy là 6 cái người đây là chúng ta đã biết là họ đến từ đâu, đúng không ạ? Ta đã lắng nghe và ta ghi chép và ta biết là họ đến từ đâu. Thì giờ chúng ta sẽ thực hành nói luyện nói trả lời, tự đặt và tự trả lời câu hỏi về 6 người này. Tức là what's her name thì ta trả lời là her name Soria. Where she from thì trả lời là she from Britain. She from Brazil. Thì chúng ta sẽ cứ làm như vậy cho đến hết 6 người này. 6 người này. Đây cái bài mẫu là what's her cái bài mẫu là what's the name, her name standard, where she from, she from Spain, she from Spain. Ta sẽ luyện nghe qua nó một lần rồi chúng ta sẽ sang cái phần grammar spot và kết thúc bài này ở đây. Vì cái phần luyện nghe luyện nói này nó là phải tụ thuộc hoàn toàn là các bạn thôi, vì nó không thể kèm cặp các bạn, được, vì đây không phải là một cái chương trình dạy trực tiếp mà nó là video gián tiếp. Nếu như các bạn đăng ký một khóa học hay là tham gia một lớp học, nếu như các bạn đăng ký một khóa học online hoặc là tham gia lớp học trực tiếp tại trung tâm thì sẽ khác, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có thời gian luyện nói và Lộc sẽ luyện phát âm cho các bạn và giúp đỡ các bạn có những phản xạ tiếng Anh. Thì ở đây thì không thể làm được điều đó, việc đó là các bạn phải tự các bạn kiên trì và cố gắng luyện tập cho chính bản thân mình, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe cái đoạn mẫu này nhé, để xem. Tape script 2.5. What's his name? Where's he from? What's her name? Where's she from? Tape script. Ok, vậy là họ đọc chúng ta 4 cái câu hỏi thôi, chứ không hề đọc qua ta câu trả lời. Thế thì mình sẽ nói với các bạn này, đó là trong cái phần câu hỏi hay câu trả lời thì nó đều có cái what và thêm cái dấu phẩy này. Thì chúng ta sẽ nối âm
cái what's his name này nhá. What's his name chúng ta gọi thì chúng ta sẽ đọc là what's his name luôn. What's his name? What's his name? What her name thì chúng ta sẽ đọc what's her name. What's her name? Tương tự như vậy, bên này thì where she from và where she from. Một cái là where's he đúng không ạ? Where's he from và where's she from. Thì hai câu này sẽ đọc tương tự khá giống nhau, nhưng chúng ta sẽ nhớ là cái she from sẽ mạnh hơn cái bên trên là she from, bởi vì cái bên trên là nối âm nó sẽ nhẹ hơn, bởi vì nó lướt vào nhau nó nhẹ hơn, còn cái này nó là mạnh mẽ hơn. Where's she from? Cái này là where's he from? Where's he from? Yeah. Thì nó sẽ như vậy. Thì các bạn phải cố gắng luyện để nói nhanh thôi. Mình sẽ cho các bạn nghe lại băng một lần nữa để các bạn mường tượng ra. 5. What's his name? Where's he from? What's her name? Where's she from? Đó, chúng ta sẽ thấy là cái where she from nó mạnh hơn where he from. No. Where she from, cái này là where he from. Đó. Thì chúng ta luyện nói thôi, không có cái nào khác cả. Rồi, phần grammar sport. Ta sẽ có where và where is. Ta sẽ hoàn thiện tất cả các câu hỏi. Chúng ta sẽ hoàn thiện 3 câu hỏi ở bên dưới này với từ. Với động từ to be is hoặc là to be are. Thì chúng ta sẽ biết rồi, Lộc đã dạy các bạn rồi à, đúng không? Dạy các bạn rất kỹ rồi. Đó là chủ ngữ số ít là she và he. She đi với is, đúng không? Còn cái câu where are you from thì chúng ta là câu học thuộc rồi. Nó chính là tiêu đề bài chúng ta. Where are you from, đúng không? Thì chúng ta sẽ điền are you vào đây, bởi vì you sẽ dùng cho cả số nhiều lẫn số ít, đúng không? You sẽ dùng cho cả số nhiều số ít, và you luôn nên đi với a. Còn he và she là anh ấy hay cô ấy, tức là chỉ một đối tượng thôi, một người thôi, thì chúng ta chỉ dùng is thôi. Vậy là cái lesson 11 sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở cái lesson 12. Goodbye, see you again as lesson 12.